Ủa bây giờ sao biết có bên trong em xui phòng nào không? Vô lấy mẹ đi. Phòng toilet hả? Kiếm hỏi được. Toilet mà ơi. Thôi con phải chụp mặt kia. Cái gì bên phòng bên này? Ok kìa. Má vô cái chỗ chết người vậy? Đi lên. Đi xui dai con mẹ luôn kìa. Kìa kìa. Đây mày là của mẹ à, quýnh thứ hai trước để cho cái gì của mình cũng có thể không được nghĩ à. Trời ơi, mẹ có mẹ đâu trời, đi thôi. Cái gì vậy? Đây là vui hả? Đây là có chạy không? Mày mẹ lên anh. Đây này xua đai con mẹ luôn á. Đai thì em chơi. Nó không chạy đâu. Nó xeo win rồi đó, nó xeo win rồi, nó xeo win rồi. Xeo win rồi, không có gì gọi là... Không bị có gì hết là tiêu cửa. Mới thấy cái đồ gì đâu rồi. Thì kỳ đó. Ủa mày vô luôn nè. Mấy này là nhóm cút. Đó. Đó cái đầu người không ra anh ơi. Sao đâu. Không sao. Nói chuyện đi. They killed us. They caught out. The very. You can't fight them. Ok, I will hide. I will go hide. Goodbye. Thằng này nó có súng nó còn chết nữa là sao mình chết được trời. Fuck out of this terrible place. Sao nó kêu mình đi ra rồi kìa. Em chết. Em nói em chơi đâu có gì đâu. Ok. Ok, đốc đi. Đốc sao vậy? Ngủ xuống, ngủ xuống, ngủ xuống. Em phải chạy qua nó. Em phải chạy. Nó phải chạy qua nó hả? Là gì? Mấy bạn cuối không kỹ thì em đang bò luôn á. Nó ở trong đó đúng không? Làm sao quá? Chị nghe có đuổi theo gì vậy? Oh. Little fake. Chết rồi đó à ơi, mới chết rồi đó. Con đường này nè, con đường này đi qua sẽ tắt đèn. Em thề luôn. Không. Nó đéo hồi nào mà nó kia được nè. Chồng pin trong đó. Đâu? Đến bàn á. Lộn gì vậy? Lấy pin xong rồi giống như là bị chim mồi vậy á. Rồi chúng ta bị cháp rồi. Thôi rồi chúng ta đã bị cháp. Mấy thằng lồn để cục pin. Tham pin. Mấy thằng lồn phải rút pin. Ủa mày thấy gì khác không? Bây giờ mở ra chết chắc luôn á. Không chết. Rồi cái này giống như là cái cháp nữa không? Mẹ bây giờ mở ra chết nè. Không gió thổi hay gì không? Sao? Má một viên ăn ba mạng. Được rồi đây, suy nghĩ vẫn không tí rồi. Má, ôi, sao trời như không có chết thì sao anh điếm quá à? Chết, không chết. Chết cuối game đúng không? Không, chết trên đường luôn. Nè, tao sao chết? Tại vì em chạy mua rồi chứ. Mở đi. Thôi giờ đi đá thiệt. Mày là đi đá thiệt, hồi nãy đi đá giả thôi. Anh biết tôi đi đây. Có vẻ có vẻ. Đi đi. Chờ chết theo thời gian đi các bạn chén quá. Đi chết. Sao lại đi đó? Bao giờ đi đó? Còn tháng nữa. Tháng nữa đi đó. 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 Trời đi. Tắt điện đi, tắt điện đi. Lâu vậy đó. Mạnh mẽ lên anh. Thì em hết thở. Sẽ bình tĩnh cơ thể hơn hay không? Đi. Sao người em nó cứ run run sao á?
đúng rồi, em đã cảm nhận được cái gì đó đéo đúng ở chỗ này rồi. Để đúng gì nó có đéo đâu, vô đây pin rồi mà. Mít xoài đâu, kiếm mít xoài tới rồi. Trời ơi, có thần kinh bị yếu lắm. Bây giờ thần kinh bị yếu lắm, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Anh chơi đi, anh chơi đi cho em ngồi coi, em ngồi coi thì chưa thơm á. Đi vô đó chứ, mẹ đi vô. Má là biết phim ma không? Nguyên là có phim ma vậy, chỗ nào tối là đéo đi vô hay không? Ờ rồi chứ chơi mẹ, anh ta đi giữa sáng. Thì đó, bây giờ đi giữa sáng. Em đi thôi. Má dĩ đầu vô anh, dĩ đầu vô thằng này. Chết mẹ. Vô nè, đụng má. Em nói chuyện với đầu rồi luôn ơi. Đúng rồi, chết rồi. Chết mua mấy cơm à. Ui em đi hơi vô. Hello. Không có gì hết mày. Đâu có gì hết. Hết rồi, không có gì hết á. Mẹ. Người chó vậy, cái bọc đéo cái gì vậy đó. Trọng đi, trọng. Thôi, xuống bên chưa? Đi. Hết rồi. Ủa, không có gì vậy hả? Đúng. Đúng. Má, mấy tâm thần nó mệt quá. Không thề luôn, anh chơi cũng này rồi. Chả có hù không? Không có hù. Bỏ ra defend này. Bây giờ má bí quá đi. Không biết nào. Bây giờ khó thở. Mình kiểu này khó thở bây giờ. Ngồi vô, ngồi vô. Em ngồi xem cho mình tinh thần dễ hơn. Đéo đâu à, lùn lát la nó làm chó. Trời bà cũng hay lắm đó bà. Nè hay quá rồi, hay quá rồi. Đéo đâu anh ơi,